Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn đêm 30 tháng 9 đã gây lũ ống làm thiệt hại lớn tại một số xã của huyện Tương Dương, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Qua thống kê, có 4 xã bị thiệt hại nặng nhất là Lượng Minh, Lưu Kiền, Xã Lược, Nhôn Mai. Có 85 nhà ở, công trình trường học bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu, gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Tương Dương huy động tối đa lực lượng phương tiện giúp dân xử lý các sự cố về giao thông, tiếp tục khảo sát nắm tình hình các nguy cơ sạt lở và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ các xã bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp để tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Hiện nay tại huyện Tương Dương, trời đã ngớt mưa, tuy nhiên đất đá bị ngậm no nước, liên kết yếu nên vẫn có thể gây sạt lở. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Cứu nạn Cứu hộ vẫn cần tiếp tục theo dõi để cảnh báo và có phương án phòng tránh sớm.